Kính thưa quý vị và các bạn, cách đây 66 năm ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố với toàn thể quốc dân và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ngày nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là thành quả vĩ đại của cách mạng tháng 8 và ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã trở thành cột mốc lịch sử trọng đại của đất nước, mở ra trang sử mới trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Nhân kỷ niệm ngày quốc khánh năm nay, tối qua Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân đã chủ trì tiệc chiêu đãi các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Tới dự tiệc chiêu đãi có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương và Hà Nội. Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, cách đây 66 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã đồng tâm nhất trí, đoàn kết một lòng, làm nên cuộc cách mạng tháng 8 thần kỳ, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đưa đất nước Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh đại hội lần thứ 11 Đảng Cộng sản Việt Nam và kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 13 đã thành công tốt đẹp, bầu ra ban lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các thành viên chính phủ nhiệm kỳ mới. Cả nước Việt Nam đang khẩn trương triển khai nghị quyết đại hội 11 của Đảng và đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 với mục tiêu đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Nhân ngày lễ trọng đại của dân tộc Việt Nam, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế đã và đang dành cho nhân dân và đất nước Việt Nam.